Hiện tại, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến người dân và chuyên gia để hoàn thiện luật lao động sửa đổi bổ sung. Theo đó, hai phương án về tuổi nghỉ hưu đã được đưa ra, trong đó có thể bắt đầu từ tháng 1 năm 2021, độ tuổi nghỉ hưu có thể tăng theo lộ trình mỗi năm, tăng thêm 6 tháng. Bộ Lao động Thương binh Xã hội tiến hành lấy ý kiến chuyên gia và người dân từ ngày 21 tháng 4 đến 21 tháng 6 để hoàn thiện luật lao động sửa đổi bổ sung này. Bộ đề xuất hai phương án trong vấn đề tuổi nghỉ hưu, một là giữ nguyên như hiện hành, nam 60, nữ 55 tuổi. Phương án hai là tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, mỗi năm tăng thêm 6 tháng, cho đến khi nam đủ 62 tuổi, nữ đủ 60 tuổi. Đối với trường hợp những người bị suy giảm khả năng lao động, làm việc nặng nhọc, có thể nghỉ hưu sớm. Đối với những lao động có tay nghề cao và trình độ cao, quản lý có thể nghỉ hưu muộn hơn nhưng không được quá 5 năm đề xuất này được đưa ra nhằm đối phó với tình trạng dân số già và đảm bảo quỹ hưu trí vì hiện tại quỹ này đang mất cân đối